tình như mộng bên nhau. Hương đêm chi quyết tình nồng ấm, gối chăm thật yêu sâu những nhân tình thơ. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của HD Radio. Mình là Nam, nhân viên kinh doanh. Hôm nay Nam sẽ giới thiệu với các bạn một món loa đến từ thương hiệu Arklot. Đó chính là chiếc loa CB3051G. Ngay bây giờ hãy cùng Nam đi tìm hiểu chi tiết về món loa CB3051G này nhé. Và đến với phần ngoại hình, món loa CB3051G của chúng ta có một phần ngoại hình giống hầu hết với những mẫu loa kéo trên thị trường, với điểm nhấn ở phía trước đó là một phần e căng bằng kim loại được sơn màu vàng rất là đẹp. Và ở đây có in logo K-Beatbox của dòng sản phẩm K-Beatbox của Arklot. Toàn bộ xung quanh thùng loa thì được làm bằng chất liệu gỗ và được sơn một lớp sơn màu đen dần, rất trông rất là khỏe khoắn và mạnh mẽ. Ở phía trên thì có hai phần khe để chúng ta có thể đặt mic ở đây, cũng như là phần tay sách ở hai bên và tay sách đằng sau để chúng ta có thể thuận tiện trong quá trình di chuyển của loa. Ở phía bên tay trái của Nam thì có một phần bảng điều khiển trung tâm. Ở đây chúng ta có thể nhận thấy có một nút bật tắt nguồn, các lúm hiệu chỉnh về phần mic, các lúm hiệu chỉnh về phần nhạc, cũng như là khe cắm USB và cắm cổng line-in. Ngay phía bên dưới các lúm thì đó chính là phần phím bấm vật lý để chuyển bài cũng như là play and pause, hoặc là dưới đây có phần chuyển mode. Ở đây thì có 3 đèn, một đèn báo phần status của Bluetooth, một đèn báo pin, và ở đây có một khe để chúng ta có thể kết nối với nguồn sạc. Ngoài ra thì ở trên bảng điều khiển chúng ta có thể nhận thấy tem của chính hãng của thương hiệu Arklot, cũng như là phần số series máy hoặc là tên của loa, và có cho các bạn mã QR code để chúng ta có thể quét để check hàng chính hãng. Ngoài ra thì ở bên dưới có 4 bánh xe để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển trong quá trình sử dụng loa CB3051G. Tổng hợp những đặc điểm nổi bật của loa kéo Arklot CB3051G: loa có thiết kế hiện đại nổi bật với mặt lưới vàng, dễ dàng di chuyển linh hoạt tới muôn nơi. Thùng loa được chế tác từ gỗ cao cấp, sơn gai đẹp mắt. Cấu trúc của loa CB3051G gồm 3 loa 2 đường tiếng với loa bát đường kính 20cm và loa chép cho khả năng tái tạo âm thanh một cách tuyệt vời. CB3051G tích hợp 2 micro không dây chuyên nghiệp, hỗ trợ bạn tối đa trong việc hát karaoke giải trí. Bên cạnh đó, loa sử dụng công nghệ Bluetooth 5.0 mới nhất, có hỗ trợ khe cắm USB và cổng vào line-in. Loa có kích thước rộng cao sâu lần lượt là 44x73x44,5cm với trọng lượng chỉ 18,5kg. Và ngay sau đây Lam sẽ hát thử một bài hát trên mẫu loa CB3051G, cũng như là test một số bản nhạc để chúng ta có thể trải nghiệm chất âm của mẫu loa Arklot CB3051G này nhé các bạn. Dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, điều gì cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương một người càng thêm lưu luyến một phố bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, điều gì cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Bên nhau hương đêm chi quyết tình nồng ấm, gối chăm thật yêu sâu những nhân tình thơ. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi. Thank you.
Và sau khi hát thử một vài bài hát cũng như là test một số bản nhạc trên mẫu loa kéo CB3051G thì Lam có nhận xét là mẫu loa của chúng ta rất là ổn ở với một mức giá chỉ gần 4 triệu đồng. Còn ý kiến các bạn như thế nào? Hãy comment ở phía bên dưới để cho Lam được biết. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm, hãy ghé thăm các showroom của HD Radio tại miền Bắc và miền Nam hoặc gọi điện thoại đến số hotline 1800 0042 để được các nhân viên bán hàng tư vấn và hỗ trợ. Nếu các bạn thấy video của Lam hay, hãy cho Lam một subscribe và một like. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.